Cảm ơn quý vị lúc nào cũng yêu thương và gìn giữ chương trình âm nhạc thính phòng. Trở lại với Vương Hương. Vương Hương ơi, hôm nay sau khi mà tiếng hát của anh Lê Hào vừa xong thì Vương Hương có mời được một nam ca sĩ điển trai hát chất giọng trầm ấm mà chuyên hát những dòng nhạc tiền chiến thính phòng. Xin mời Vương Hương. À, thưa quý vị, cách đây không lâu vô tình người bạn này đã đến LV và chúng tôi đã gặp nhau ở đó sau vài năm không không sinh hoạt chung. Vương Hương rất mừng khi anh nhận lời mang giọng hát của mình đến tặng cho tất cả quý vị. Và kính thưa vị, người ngồi kế bên lưu phụ đó là nam ca sĩ Huy Hoàng, người mà ở quận Cam này, nếu mà trong những chương trình thính phòng, nam ca sĩ Huy Hoàng thường hát nhiều chương trình, mà nhất là có một thời gian nam ca sĩ Huy Hoàng đã từng sinh hoạt tại phòng trà Lạc Cầm. Thì Huy Hoàng ơi, rất nhiều quý khán giả đang xem chương trình, Huy Hoàng gửi lời chào đến chương trình của đài truyền hình SCT, xin mời. Dạ, trước tiên xin kính chào chị Vương Hương đã lâu rồi, và anh Luân Vũ cũng như Huy Hoàng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả đang xem đài. Nhạc phẩm đầu tiên Huy Hoàng muốn gửi tặng quý khán thính giả đó là nhạc phẩm gì? Xin mời Huy Hoàng có thể giới thiệu đôi nét. Dạ, bài hát Huy Hoàng sẽ chọn để hát ngay bây giờ đó là bài hát của nhạc sĩ Đức Huy có tựa đề là Mùa đông sắp đến. Và thực sự ra ngoài kia trời đông nó cũng đã sắp đến rồi. Và hình như Cali của mình mỗi một năm nó mỗi lạnh hơn hay sao đó. Năm nay không khí của mùa đông nó cũng rất là lạnh. Hy vọng quý vị sẽ lắng nghe bài này và đang ngồi ở nhà thiệt là ấm cúng bên gia đình.
lá úa trên đường vắng, buổi chiều ngủ vui, cô đơn còn theo dấu những đêm dài. Huy Hoàng ơi, một bản nhạc rất nổi tiếng của ca nhạc sĩ Đức Huy. Một trò vỗ tay thật nồng nhiệt dành cho tiếng hát của nam ca sĩ Huy Hoàng. Trở lại với Huy Hoàng, cảm xúc của Huy Hoàng hát về nhạc phẩm mùa đông này như thế nào? Dạ, cảm ơn anh. Là cũng mấy năm rồi mới hát lại bài này. Thường thường thì mùa đông tới đó, có nhiều bài mà nó diễn tả lên cái sự lạnh lùng của không khí nè, rồi nó diễn tả lên cái nỗi cô đơn chôn vùi như cái bài này, cái lời hát của nó. Có nhiều lúc mà mình phải thất tình chẳng hạn, rồi mình nằm ở trên một cái căn gác á, rồi mình nhìn xuống dưới có những cái tàn lá khô nó bay, thì cái không khí lạnh nó lại càng làm cho cái nỗi thất tình mình nó dồn dập về nhiều hơn nữa. Có lẽ rằng quý vị nào đang bị thất tình sẽ nghe cái bài hát này rất là thấm thía. Nhưng mà nếu những người nào mà đang có tình yêu đậm đà đó, thì mình cũng có thể sẽ đậm đà hơn nữa, là tại vì cái nét của cái bài hát này, nhạc sĩ Đức Huy nó đã diễn tả qua từng cái nốt nhạc, từng cái lời nó dồn dập, rất là hay. Nó hòa quyện với nhau đúng không? Chỉ mà có quan trọng là hòa quyện với tiếng đàn piano của Phương Hương và tiếng vĩ cầm của Lưu Vũ nữa. Quan trọng là cái chỗ đó nữa. Với lại quý vị ơi, Huy Hoàng hát mới phê. Xin mời Phương Hương. Cái sự cái nỗi đau á, mà khi bị thất tình á, thì chúng ta mới cảm nhận được đó là chúng ta đã yêu. Đúng không Huy Hoàng? Thì cái nhiều khi cái nỗi đau nó nhiều khi nó đau đã lắm phải không Hoàng à? Nó đau mà rất là đã. Thật sự ra đó là hồi bé đó chị, em đã rất là mê đàn piano. Và ở kế đối diện với nhà em có một cái cô giáo dạy piano. Và những cái buổi chiều khi mà cô đã dạy xong rồi đó, thì cô sẽ ngồi lên cái piano để cô đàn. Cho nên em cảm ơn chị rất nhiều là những cái không khí này, những cái tiếng đàn này, cũng giống như là cái tiếng đàn violin rất là tình tứ này, nó cũng ồ về những kỷ niệm. Và thưa quý vị biết đó, những người ca sĩ hát đó thường thường là sống với kỷ niệm là nhiều. Đúng, chính xác. Chúng ta lại không còn nhiều thời gian nữa, thì xin mời Vương Hương gửi lời chia tay với quý vị khán giả. Nhưng Vương Hương nói với quý vị là Huy Hoàng sẽ trở lại với hai nhạc phẩm nữa đúng không Hương? Vâng thưa quý vị, Hoàng đã hứa
sẽ trở lại với chúng ta. Thì Vương Hương chỉ chào tạm biệt quý vị ngày hôm nay thôi. Xin sẽ hứa sẽ trở lại với Huy Hoàng vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt và cảm ơn ạ. Xin mời Huy Hoàng gửi lời chào chia tay với quý vị khán thính giả. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị và xin chúc quý vị một ngày thật an lành. Riêng cá nhân Lưu Vũ thì câu nói quen thuộc đó là hãy hôn người kế bên để quên đi mọi buồn phiền trong cuộc sống và hãy ủng hộ cho đài truyền hình SCT chương trình âm nhạc thính phòng nhé. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Lời nói đầu tiên, Lưu Vũ gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình của đài truyền hình SCT, chương trình âm nhạc thính phòng do Vương Hương và Lưu Vũ phụ trách trên băng tần của đài. Và trở lại với tiếng đàn dịu ngọt của Vương Hương, trước khi mà Vương Hương đàn thì vài lời chào quý vị khán thính giả. Hương ơi. Thưa quý vị, Vương Hương thân mến, chào trở lại với quý vị. Hôm nay thì Lưu Vũ ơi, Vương Hương rất là muốn đàn ngay cho vị khách đặc biệt của ngày hôm nay vì bài hát này Vương Hương rất là yêu thích. Xin mời Vương Hương giới thiệu bài hát tên gì và ca sĩ nào trình bày. Vâng, đó là bản nhạc, một bản nhạc thật hay của tác giả Trái Tim Bên Lề Phạm Khải Tuấn. Đó là Lỡ Yêu Em Rồi. Và rất hân hạnh được đàn tặng cho quý vị với giọng hát của vị khách mời ngày hôm nay, Hào Lê. Xin mời anh Hào gửi lời chào. Hào xin kính chào, gửi lời chào tới khán giả của SCT. Anh mắt quá dịu em, làm tiếng
Anh Hảo ơi, một bài hát mà chúng tôi đã thương lượng với nhau không cách đây không bao lâu ạ. Chỉ chừng 15 phút trước đây ạ. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho tiếng hát của anh Hảo Lê, các thưa vị. Thật sự mà nói là buổi xin chia sẻ với tất cả quý vị luôn. Mặc dù chương trình này là một chương trình không phải là gọi là như những sân khấu lớn, nhưng thật sự ra tất cả các ca sĩ lên đây từ đàn về hát đều live, coi như là trực tiếp hoàn toàn. Thì anh Hào Lê không có nhiều thời gian, ngoài công việc rất là bận rộn, thời gian giờ chỉ cần lên sân khấu khoảng chừng 5-10 phút, giờ qua một hai lần. Và tất cả ca sĩ đều dợt với sự hướng dẫn của pianist Phương Hương mà anh Hào Lê hát. Như vậy em rất là ngạc nhiên, anh có cảm xúc như thế nào khi mà anh hát những nhạc phẩm cùng với Phương Hương và Lâu Vũ thưa anh? Thì cũng giống như lần đầu tiên mà họ hát chung với lại chị Vương Hương và Lương Vũ ở LV, thì họ đã nói là họ đã mến mộ cái tiếng đờn piano của chị và tiếng violin của Lương Vũ. So bữa nay is a good chance, it's a good time that we have together. Thí dụ như quý khán thính giả muốn mời anh Hào trở lại, anh Hào có nhận lời với Vương Hương và Lương Vũ nữa không thưa anh? Được hát chung với lại Vương Hương với Lương Vũ thì anytime.
Cảm ơn Còn những cả lời nói một chân Vũ thật ơi, đến còn từ có một Hào. kho bài hát hay nữa mà Vương Hương sẽ thương lượng với anh Hào đó. À, anh Hào ơi, thí dụ quý khán thính giả muốn book show anh thì anh có đi hát show không thưa anh? Em mời anh. Sâu gì thì họ không biết nhưng mà Show ca nhạc, đôi khi nhiều quý khán thính giả muốn hát, muốn mời anh đi hát ở những cái private show hoặc là những cái chương trình gì đó. Anh cứ nhận lời đi anh, tại vì cuộc đời mình đâu biết được, mình cứ hát với tất cả trái tim, cả tâm hồn của mình thì quý khán thính giả sẽ đón nhận thôi. Nói chung thì Hào là thuộc về yêu âm nhạc, nếu mà kiếm được một người nào mà kêu là chuyên âm với mình thì Hào không có may chuyện đó. Cảm ơn anh Hào. Vương Hương ơi, xin mời Vương Hương. Vâng thưa quý vị, Vương Hương cảm ơn anh Hảo Lê đã nhận lời lên chương trình của chúng tôi, và Vương Hương cảm ơn quý vị hãy yêu thương và ủng hộ những giọng hát đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi quý vị nhé, vì họ yêu âm nhạc và họ đến với âm nhạc bằng cả tâm hồn. Xin mời anh Hào gửi lời chia tay thưa anh. Anh có tặng bài hát này cho ai không? À, bài Lỡ hát yêu em nhạc thích nào. đây Vâng. thì được hát chung với lại chị Phùng Hương và Luân Vũ thì cái đó là thật rất là vui vẻ. Xin cảm ơn chương trình SCT, xin cảm ơn khán thính giả. Quý vị ơi, quý vị nhớ ủng hộ cho anh Hào Lê nhé, và nhớ giữ làn sóng five, sau về phần thông tin thương mại thì một nam ca sĩ với chất giọng trầm ấm sẽ hát những nhạc phẩm tình gửi tặng cho tất cả quý vị nhé. Xin cảm ơn.